Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà giá rẻ tại trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp nha. Với diện tích rất là đẹp, ngang 5 sâu tới 13m, thiết kế một trệt, 2 lầu, trệt một lửng một lầu, có 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, có ban công phơi đồ. Căn nhà giá chỉ có 5 tỷ 390 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới bên em nha. Dưới này chúng ta được ốp đá hoa cương, trên thì sẽ có ban công là inox kính cường lực và khoảng mái thái. Và đây là con đường ngay trước căn nhà nha. Con đường có độ rộng tầm 4m, đường xe hơi và nằm sát bên với trục đường chính luôn, cách đường chính khoảng tầm 20m thôi, rất gần với trục đường chính nha. Chúng ta có thể chạy xe hơi vào trong. Khu nhà mình thì có cổng chung, cổng an ninh chung. Và khu nhà thì rất là đẹp nha quý vị, được sát đường chính Thống Nhất thuộc phường 11 Gò Vấp. Con đường thì rất là đẹp, rất là sang luôn này. Chúng ta sẽ được thiết kế hai lớp cửa, một bộ cửa cuốn bên ngoài và một bộ cửa nhôm sifa phía bên trong. Hai bên cổng thì sẽ được ốp đá hoa cương, xây dựng hết đất luôn. Phía trong đây sẽ là khu vực phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách thì có thể đậu xe hơi đây được, ốp sàn gạch 80 và tặng lại sofa kèm với tranh ảnh. Bên tường bên tay trái chúng ta sẽ được ốp gạch cao lên tầm 4m và tường bên phải thì sẽ được ốp nhựa PVC. Một căn nhà rất đẹp, ngang 5 sâu 13, giá chỉ có 5 tỷ 390 triệu đồng. Một cái giá vô cùng rẻ, hợp lý với túi tiền đối với những anh chị nào đang có nhu cầu mua để ở nha. Nhà rất đẹp luôn, cực kỳ rộng, trần thạch cao đèn chùm này, cái giá vô cùng hợp lý nha. Nhà này thì sổ hồng hoàn công đầy đủ hết rồi, anh chị mua công chứng trong ngày được luôn. Và nằm ngay đường Thống Nhất, hẻm 1C. Hướng nhà là hướng chính bắc, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Di chuyển vào trong đây thì chúng ta sẽ có tủ rượu. Đối diện với tủ rượu sẽ là cầu thang ốp đá Ấn Độ, tay vịn gối cam xe và kính cường lực. Cầu thang đúc rộng 90 nha mọi người. Khu vực phòng bếp thì chúng ta được tặng lại bàn ăn 4 ghế kèm với bếp điện từ, máy hút khói, tủ bếp gỗ ăn cường. Gạch thì ốp cao lên nửa tường tầm 2m. Phòng bếp cũng rất là rộng rãi nha, một căn nhà ngang 5 sâu 13, giá cực kỳ rẻ, chỉ có 5 tỷ 390 triệu đồng. Dưới gầm cầu thang thì chúng ta có nhà vệ sinh, toilet bồn cầu khối này. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà giá rẻ này thì hãy gọi ngay về tới bên em Hưng nha. Chúng ta cùng em di chuyển lên tầng lửng. Tầng lửng thì sẽ thiết kế làm phòng ngủ luôn, trệt lửng lầu, có 3 phòng ngủ nha anh chị. Chị nào muốn làm phòng khách trên này cũng được. Sàn gạch giá gỗ, chúng ta có tủ quần áo, giường 2m kèm với nệm và máy lạnh. Phòng ngủ rất là rộng do nhà mình ngang tới 5m. Nhà công nhận đủ không lộ giới nha. Vực nhà vệ sinh thì bồn cầu khối, vách tắm kính luôn. Gạch ốp cao lên hết tường. Và di chuyển lên trên, đây sẽ là khu vực lầu 1, phòng ngủ 2 và 3. Dọc tường thì chúng ta được ốp nhựa PVC. Phòng bên ngoài này thì không có giường nha mọi người, không có nội thất. Phía ngoài thì do có ban công đúc 1m2 để cho anh chị phơi đồ. Máy giặt để ngoài này luôn. Chủ nhà thiết kế ở khoảng này có một cái mái cho chúng ta để máy giặt và phơi đồ ở đây. Có mái thái ở khu vực này luôn nha. Ở trên có mái thái này thì chúng ta có thể phơi đồ và để máy giặt ở đây thoải mái luôn. Toilet ở đây nha. Toilet rất là rộng. Hoặc là anh chị nào muốn giặt ở trong toilet cũng được, phơi đồ ở phía ngoài. Phòng ngủ số 3 cũng khá là rộng, có nội thất, giường, tủ giống như ở tầng lửng. Máy lạnh đầy đủ và chúng ta mua thì chỉ việc xách vali về ở thôi. Hướng nhà là hướng chính bắc nha quý vị. Đấy,
Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị, cô chú ở những video tiếp theo. Xin chào.